Chào tất cả các anh em, hôm nay lại tiếp tục quạt cỏ thái để giao đi cho tất cả các anh em ha. Đây cỏ thái chuẩn bị quạt để giao đi cho tất cả các anh em. Đó, đây là thành phẩm ha anh em ha. Ở đây trong cái chương trình khuyến mãi lỗi 2 tháng 9 này thì anh em mua 5 kg thì được tặng 1 kg là 6 kg, anh em mua 10 kg thì được tặng 2 kg thành 12 kg ha. Anh em mua từ 5 kg trở lên thì được bao ship nha tất cả các anh em. Còn mua dưới 5 kg thì anh em tự trả tiền ship đó. Anh em thấy là hàng quá chi là sạch đẹp cho tất cả các anh em. Cỏ thái, đây cỏ thái hàng loại 1 cho nên là anh em thấy cái hạt nó bóng loáng luôn, anh em thấy chưa, cái hạt nó cực kỳ bóng và to tròn mập mạp đó. Thì nhắc lại cái chương trình khuyến mãi lễ 30 tháng 4 lễ 2 tháng 9 tôi nhầm lễ 2 tháng 9 năm 2023 này cho tất cả các anh em. Thì từ ngày 1 tây cho tới ngày 5 tây tháng 9 năm 2023 này thì anh em mua 5 kg cỏ thái thì được tặng 1 kg, anh em mua 10 kg thì được tặng 2 kg nha anh em. Mua từ 5 kg trở lên thì anh em được bao ship á, anh em thấy cái hạt nó bóng láng chưa? Đó. Đó, đây gọi là cỏ thái loại 1 nha tất cả các anh em. Đó, đây quạt sạch cho tất cả các anh em à. Đó, cái đó là cái dơ, cái bụi, cái lép nó sẽ bay ra đó, còn đây là thành phẩm 100% ha. Đó,